Thưa quý vị, thời điểm này, nhiều cơ sở sản xuất đặc sản tại Đà Nẵng đã vào vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Một số sản phẩm truyền thống gắn liền với lịch sử văn hóa của địa phương như nước mắm Nam Ô, bánh khô mè, nem tré có thương hiệu và được người tiêu dùng ưa chuộng đang tất bật sản xuất cung ứng ra thị trường. Đặc biệt, Tết năm nay, Đà Nẵng có 18 sản phẩm OCOP. Đây là điều kiện để đặc sản của thành phố đến gần hơn với người tiêu dùng. Cứ đến tháng Chạp âm lịch, không khí sản xuất tại cơ sở sản xuất bánh khô mè của bà Liễu Mẹ lại rộn ràng hơn, chuẩn bị cung ứng cho thị trường Tết. Năm nay, sau khi sản phẩm được Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng công nhận và phân hạng sản phẩm OCOP đạt 4 sao, chủ cơ sở quyết định gia tăng sản xuất gấp đôi so với ngày thường để phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Hiện nay, bánh khô mè loại nhỏ có giá 30.000 đồng trên một hộp, loại lớn 60.000 đồng trên một hộp, 50 chiếc bánh. Thường được mọi người mua về thờ cúng, dâng trên bàn thờ ngày Tết. Đối với du khách mua bánh về làm quà thì họ thường mua loại được bọc bằng giấy 55.000 đồng trên một gói để giữ vẻ đẹp mộc mạc của bánh khô mè truyền thống. Em lên đây là em lấy bánh sỉ gì em bỏ lẻ là cho họ cỡ là một mùa Tết là em bỏ chừng cỡ là 3.000 gói. 3.000 gói, 3.000 hộp tất cả, đủ thứ hết. Làng Tuy Loan thuộc xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang là một ngôi làng cổ nổi tiếng, có tuổi đời hơn 500 năm tuổi. Trải qua bao biến cố lịch sử, ngôi làng vẫn giữ được nét đẹp mộc mạc cùng với nghề truyền thống, nghề làm bánh tráng. Theo phong tục của người dân Tuy Loan, cứ mỗi dịp lễ, Tết, nhất là những ngày giỗ kỵ, bánh tráng là món ăn không thể thiếu trên mâm cúng gia tiên. Bánh tráng Tuy Loan ngày nay đã theo chân du khách bốn phương và trở thành một thứ đặc sản của Đà Nẵng. Thời điểm trón bánh vô việc dịp Tết là tháng 9, đào tháng 9 làm đào mình trón. Tháng tới 25 Tết là mình nghỉ. Ngoài các loại nem, chả thì tré là món ăn đặc sản của người dân các tỉnh miền Trung, nhất là Đà Nẵng. Tuy không phải là món ăn cao sang, nhưng tré có mặt ở hầu hết trong những dịp lễ Tết hay làm quà biếu cho những người con xa xứ. Tết Tân Sửu năm nay, thị trường có thêm sản phẩm OCOP 4 sao tré ông chánh trong bình mới nhưng rượu cũ từ thương hiệu tré Bà Đệ. Thường thường là Tết là tôi chuẩn bị từ thứ sáu âm lịch và công nhân cỡ khoảng độ là 30 người. Mình đáp ứng được Tết ngày 29 tháng 12 năm 2020 á, thành phố cấp cho tôi được cái nhãn hiệu OCOP 4 sao. Thì bản thân gia đình chúng tôi rất là mừng và rất tin tưởng. Tôi cũng tiến hành là in mẫu mã nhãn rồi bản hiệu tất cả tôi đây để chuẩn bị cho cái Tết này và chuẩn bị cho những năm tiếp theo. Sản phẩm truyền thống vào vụ Tết như một món quà mừng xuân, mang từng giá trị văn hóa của từng vùng miền. Không khí rộn ràng tại các làng nghề, cơ sở sản xuất đặc sản góp phần mang Tết Việt đến gần hơn với mọi nhà.